Đã bao nhiêu lần ta muốn bỏ rượu vì bệnh cao máu mà bỏ không được. Là vì sách có câu: triều đình lâm nguy thì đại trượng phu phải nhậu. Hết rồi mà nhậu. Điếu thuyền. Dạ. Mang cho ta một bình mỹ tử. Dạ. Dạ có XO đi nè cha. Ừ. Ô kìa cha ơi, Trang nó lên lâu lắm rồi mà sao giờ này cha vẫn còn đây ngồi nhậu mà không chịu vô ngủ. Đã khuya lắm rồi sao? Dạ. Cha ơi, cha có nghe thấy cái gì không hả cha? Tiếng gì con? Tiếng chuông đồng hồ đổ. Không giờ rồi cha ngủ đi thôi. Sao cha còn thao thức cha ơi? Việc triều đình nóng dâng ngược rồi làm ta đầu tóc trắng như vôi. Nhưng mà thôi, con đừng hỏi lôi thôi. Con ơi. Dạ. Hoàng thượng vừa mới gửi mật chiếu cho ta. Ta là trung thần. Mặt cha mà trung thần cái gì? Mặt cha ném về gian thần thì có. Ê. Ta là trung thần, là rường cột của triều đình. Làm sao mà ăn ngon ngủ yên được con. Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây hả cha? Ta cho con nghe mật chiếu của cha. Gia nô nó ngủ hết chưa? Dạ ngủ hết rồi cha. Ừ. Con nghe đây. Thê thảm lắm. Chấm từ ngày kế vị tiên đế, ngồi trên ngai vàng như ngồi trên đống lửa. Gian thần đồng trác cùng với thằng con nuôi của nó là Lã Bố, kéo bè kết đảng vây kín khắp triều đình. Chấm đã từng mướn băng đảng Xã Hội Đen để thanh toán cha con nó mà không thành. Chấm thấy trước là sớm muộn gì đồng trác cũng sẽ cướp ngôi vua. Cơ nghiệp nhà Hán gây dựng đã 400 năm nay, có lẽ nay đến lúc chấm phải gạt nước mắt mà khai vanh rút si rồi. Cha, chấm nghĩ đến cái cảnh mà phải xếp vàng lãnh quay phe, chấm không cần được nước mắt. Cha, bình tĩnh đi cha. Canh ba đêm qua, chấm ra tế ở nhà Thái Miếu, bỗng chấm nhớ đến Khanh. Chấm nhìn trước trông sau, chỉ thấy còn một mình Khanh là trung thần để chấm thổ lộ tâm can. Vì vậy Khanh hãy vì cơ đồ nhà Hán mà thanh toán cha con thằng đồng trác dùng chấm. Nếu Khanh làm được việc này thì bao nhiêu tài sản của chấm, chấm sẽ chia tứ lục. À, cho Khanh 40%. Trời. Thôi, giấy vắn tình dài, thư bất tận ngôn. Khanh hãy liệu mà lo toan, đừng để phụ lòng trông cậy của chấm. Tái bút. Tiện đây, chấm cho Khanh địa chỉ email của chấm. Khanh hãy nhớ thuộc lòng, đừng để lọt ra ngoài. www.bệ hạ online.com. Ký tên rượu đế. Ký tên gì vậy cha? Rượu đế. Cá. Hiến đế. Dạ. Trời ơi cha ơi. Ờ, nhưng mà Đổng Trác là cái thằng nào bộ nó nguy hiểm lắm, sao mà ai cũng sợ vậy cha? Anh nói phải cẩn thận một tí. Con biết cái chức thái sư, cái quyền hành nó lớn tương đương với tổng thống Bush ở bên Mỹ đấy. Vậy hả cha? Ừ. Trời ơi, vua bây giờ mượn tay cha để giết Đổng Trác à? Ừ. Trời ơi, con thấy điều đó dễ thôi cha à. Ngày nào cha cũng nhậu 24, cha 24 XO này nè. Giờ cha mời Đổng Trác tới nha. Cùng cha nhậu chừng 6 tháng sau là nó sơ gan cổ trướng, nó chết liền. Không được con à. Sao vậy? Thằng Đổng Trác đi đâu nó cũng dẫn theo thằng Lữ Bố với 200 bodyguard, làm sao mà hại nó được con. Trời ơi, cái gì đâu, Đổng Trác rồi Lữ Bố rồi 200 bodyguard. Ừ. Con nghĩ cũng không ra đâu cha. Ôi, ta nghĩ ra rồi. Cái gì cha? Tự nhiên cha cười mang rọ vậy cha? Con ơi. Dạ. Ta nghĩ rằng cơ đồ nhà Hán đang nằm trong tay con. Hả? Cha nói
tính sao vậy cha? Tay con bé thế này nè, làm sao mà nắm được cơ đồ của hắn nha, của nhà hắn được cha? Nắm được chứ con. Con nghe đây. Hả? Cha con thằng Đồng Trác rất là mê văn nghệ. Ủa vậy hả cha? Nhất là cha con nó hay đi hát karaoke ở quán cà phê Dĩ Vãng. Con cũng nghe đồn như vậy đó cha. Con là ca nhi đàn hay hát giỏi. Dạ đúng rồi đó cha. Con sắp ra mắt CD đầu tay của con tựa đề The Best of Điêu Thuyền. Vì vậy con phải làm như thế nào cho cha con nó mê mệt vì tiếng hát và nhan sắc của con. Nhưng mà cha ơi, con nghe đồn Đổng Trác á chỉ thích nhạc tình ca quê hương thôi, mà trong cái đó con chuyên trị thính phòng. Con chưa thử làm sao con biết được. Bây giờ con cứ thử, nếu không được thì ta mời Phi Nhung. Cha đừng có làm con tự ái. Đừng có mời Phi Nhung, có Phi Thuyền đây rồi. Rồi sao cha? Con ơi. Dạ. Ta sẽ thực hiện một cú gọi là liên hoàn kế. Liên hoàn kế là đầu sao? Tiên dạ. Ta gả con cho thằng Đồng Trác. Sau đó ta bí mật gả con cho thằng Lã Bố. Nhưng con phải làm cho nó thế nào mà cha con nó mê mệt vì con. Lúc đó cha con nó thù nhau, ta sẽ mượn tay thằng Lã Bố giết thằng Đồng Trác. Con hiểu chưa? Ồ, có nghĩa là cùng một lúc đó, cha gả con cho Đổng Trác, rồi gả con cho Lữ Bố. Trời ơi, một lúc mà có hai chồng. Cái đó gọi là liên hoàn kế của ta. Cái đó gọi là sung sướng kế. Trời cha, con chịu liền đó cha. Nhưng mà nè, cho con hỏi thăm nè. Vậy chứ anh Trác á, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy cha? Nó lớn hơn ta 5 tuổi. Ta 70, nó 75. Cha, cái gì mà già dữ vậy cha? Trời ơi, con không chịu đâu. Con không chịu, con cũng phải chịu. Cha không nghe người ta nói à, vô duyên lấy phải chồng già, kêu chồng thì lỡ mà kêu cha người ta cười á, con không chịu đâu. Con phải chịu. Là vì việc nước đang là dầu sôi nửa bỏng rồi. Con phải hy sinh, con nghe chưa? Trời ơi, tự nhiên việc nước bây giờ lấy ông chồng già bằng bố mình hay sao? Con. Dạ hả? Con hãy nghe cha. Sao bây vậy? Giờ con vào trong. Dạ. Chuẩn bị tóc tai make up để ta gọi Đồng Trác qua đây đến gặp con. Bắt buộc phải tiếp hả cha? Con phải tiếp hả? Vì chuyện nước phải không cha? Đúng. Rồi thôi con phải con chấp nhận thôi cha. Ý nhưng mà cha ơi, con về tiếp khách có cần làm gì nhấp nhô thêm cha? Hay là được rồi? Mà thôi, trời sinh sao để vậy. Dạ, cảm ơn cha. Alo, tư đồ Vương Doãn đây ạ. Làm ơn cho gặp Đồng Thái Sư ạ. Cái gì? Mày là cái thằng nào? Hả? Mày làm cái gì trong phủ của mày không biết đâu mày? Đúng. Cái ông bụng bự, có râu dài, có cái nút ruồi dê, đúng không đó? Mày đưa phone ông nói chuyện với tao. Dạ, thưa bẩm Thái Sư ạ, hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Mời Thái Sư đến nhậu chơi. Có cầy tơ bảy món riêng mẻ mắm tôm đầy đủ. Có rượu XO rồi Louis XIII đầy đủ hết. Sao cơ? Khuya không? Khuya Lão Phu cũng vẫn chờ mà. Thế tới nhá. Dạ, yeah. See you later. Đồng Trác này. Ngạo nghễ cười đi. Chuyến này cho mày thành tổ Trác luôn con. Xong. Đổng Thái Sư tới. Dạ tư đồ Vương Doãn xin hân hạnh ra mắt Đổng Thái. Nho. Lý Nho. Thái Sư đâu? Ở ngoài sao kìa, cái ông bụng bự đó. Dạ Đổng Thái Sư tới. Trời ơi, nhà vậy làm cửa chặt quá, ta chui cũng chết rồi. Dạ tư đồ Vương Doãn xin hân hạnh ra mắt Đổng Thái Sư. Khuya khoắt như thế này hân hạnh quá, rồng đến nhà tôm.
ngươi là tôm nhưng lại là tôm hùm cho nên ta mới tới. Dạ mời đồng thái sư ăn rồi. Dạ khoan. Dạ mời. Dạ. Ta nghe nói bữa nay là sinh nhật của Dương Tư Đồ hả? Dạ. Vậy thì ta Happy birthday nha. Lý Nho. Dạ. Nho tươi không muốn thành nho dập hả mày? Dạ, dập không ai mua. Bước qua đây. Dạ. Trời đất ơi, chỗ người lớn nói chuyện có sỏ có mỏ vô không à? Nóng quá, mồ hôi đã ướt áo trơn rồi. Trai liên tốn tiền quá. Dạ thôi để con quạt cho ông. Ừ, quạt. Dạ, bị ông mập quá mà mở che đầy hết rồi còn đâu nữa mà mát. Trời đất ơi, cái quạt kia đó lợm chút xíu cho mày. Mô đen. Không có mát chút nào không mày? Dạ không mát hả? Vậy có cái này ông chịu không thì con đưa cho ông coi nè. Nếu mà cái nào? Dạ đây. Mát không? Mát không ông? Chỗ này mát à. Mát ha. Ông muốn mát nữa không? Muốn. Ê, mày xịt cái gì vậy? Water. Thôi quạt thôi. Dạ. Xịt nước hồi xúc keo râu tao rớt bây giờ. Dương tới đâu? Ông mời thái sư qua đây thì ông đem đồ nhậu ra đi. Ở nhà ông còn mấy chục bà vợ ở nhà đang chờ đó. Động thái sư không có rảnh đâu đó. Ai, Lý Quân Sư đừng lo. Đồ nhậu thì ta đã có sẵn rồi à. Nhưng ta nghe nói là Động thái sư rất là mê văn nghệ đúng không à? Ta rất là mê. Bari bài này cuốn nào ra tôi cũng coi bằng gốc không. Dạ đúng. Xạo giàu toàn là mượn với lại đi mướn không. Mày nói gì? Dạ không có. Dạ mua. Dạ à, thưa Động thái sư, trong phủ của thái sư thì không thiếu gì những ca nhi. Lão phu đâu dám mua rượu qua mắt thợ. Hôm nay nhân tiện Động thái sư ghé qua tệ xá. Ta có một đứa con nuôi học đờn ca từ nhỏ. Cho phép ta được gọi nó ra đây hầu thái sư một bài, sau đó chúng ta nhậu cũng đâu có muộn. Được, đừng dối hát hay ta tiếp hậu cho. Kêu ra đi. Điêu thuyền ra hầu thái sư mau. Dạ, tiền thiếp là đi. Trời ơi, cái này đã phải thuyền ném về hàng không mẫu hạm rồi. Dạ, xin ra mắt thái sư. Ôi da, sư rồi, nghe biết con ông này rồi. Dạ, cháu nó chào ngài. Vậy. Dạ, thái sư, ở nhà ông còn mấy chục bà vợ trẻ măng. Ông làm gì ông nhìn cái con ghệ này dữ vậy? Kệ tao mày. Mày là quân sư chính trị. Dạ. Chuyện tình cảm của tao cấm xíu vô. Hả? Coi dạ. Chừng nói tầm bậy tầm bạ hả? Tao cách chức về nhà đuổi gà cho vợ bây giờ. Dạ, nhà thần làm gì có gà mà đuổi. Cái mày có cái gì? Dịch. Thì về đuổi dịch. Dạ, dạ bẩm thái sư. Mà có điều con nói thái sư nghe là thái sư đang tính làm chuyện lớn cướp ngôi vua. Mà thái sư mê gái tầm bậy tầm bạ thì làm sao quá. Đồng ý, Lý Quân Sư nóng tánh mà nóng tánh quá. Đồng Trác đây là một vị đại thần của triều đình. Làm việc quên ăn quên ngủ cho triều đình rồi thì lâu lâu cũng phải để cho thái sư enjoy cho đúng không ạ? Người nói đúng ý ta đây. Thái sư. Gì vậy? Có sao không? Dạ hồi hộp quá. Thái sư ngồi xuống đi thái sư. Điêu thuyền. Dạ. Điêu thuyền không được vô lễ với Lý Quân Sư. À mời Lý Quân Sư qua đây, qua đây, qua đây. Quạt đi. Trời ơi, nãy giờ mà tôi có võ là con ghệ này nó cong rồi đó nha. Nó trước chồng ngay đây. Lý Quân Sư bớt nóng rồi, thôi tôi với ông đi vào trong. Vào trong làm gì, tôi ở đây để tôi hầu quân sư chứ. Trời đất ơi, cái làm lạng hoạn rồi lát không, nữa không. Khỏi cần hầu, vô chổng nhậu đi, tối về tao cho tiền đi thư giãn. Ủa, có chuyện coi cho tiền nữa hả? Vậy vô nhậu liền chứ. Thái sư. Có ta. Thái sư ơi, em làm như em nghe có cái mùi gì nó nó chờ chút.
có ta đây. Ừ trời ơi đẹp quá đây. Trời ơi cái dài sao vàng dữ vậy. Thái sư ơi. Sao cái gì vậy? Dạ dạ bẩm thái sư, dạ cơ đồ nhà Hán đang nằm ở trong tay ông. Ừ. Ông đừng vì một cái gì, cái gì ông biết á, con đâu biết đâu. Vô gì nó vô rồi, đâu có ai đâu mà nàng đứng làm dáng chi vậy. Trời ơi, em đâu có làm dáng đâu thái sư. Thái sư xô mạnh quá, em bị dọp bẻ. Ôi vậy hả? Dạ. Dọp bẻ tao bẻ lại cái hết dọp liền. Dạ. Dạ cảm ơn thái sư. Thái sư ngồi đi thái sư. Ê, ngồi chứ bụng bự đứng đâu lâu đâu đâu được. Thái sư nè. Ê. Bây giờ chỉ còn có hai ta thôi. À. Em xin phép thái sư, em bắt đầu chơi. Hả? Gì sớm vậy? Đâu có, chơi đàn. Ôi vậy hả? Làm hết hồn. Nè, bây giờ nàng đàn cho ta nghe cái bài nào mà nó romantic chút đó nha. Dạ. Đàn em đi. Bắt đầu đàn đây. Thuyền ơi, nàng đàn cái bài gì mà sao ta nghe nó khổ quá vậy? Trời ơi, tại tựa đề là bài nghèo mà thái sư. Hả? Tại sao lại đàn bài nghèo cho lúc này? Thì nói lên thân phận của em đó thái sư biết không? Khi mà sinh ra là em trót mang thân phận nghèo rồi, rồi lớn lên bao nhiêu đổi thay em vẫn nghèo thái sư à. Câu này nghe quen quen. Mới gặp cái thằng nghèo liền à. Thôi nè, cầm đỡ lượng vàng 4 số 9 đi. Cảm ơn thái sư. Rồi thái sư biết không, cuộc đời trôi nổi vô làm con nuôi của Vương Tư Đồ, tuy là sống trong nhung lụa giàu sang mà vốn liếng em đâu có gì đâu, em vẫn nghèo thái sư à. Mang nữa vàng 4 số 8 có pha bạc thái sư. Ừ. Rồi thái sư biết không, sao thái sư coi tay chân em nè, không có một xoàng đeo gì hết trơn, em vẫn nghèo thái sư à. Trời ơi, có hai cái bên trái bên phải đưa nàng hết rồi, bây giờ đành phải lấy cây giữa ra. Chút. Cái gì vậy? Nè. Cái gì đen từ lùi vậy thái sư? Checkbook. Blank check. Cảm ơn thái sư. Ừ. Ủa, thái sư, nhưng mà nó có lủng không vậy? Cái này không lủng đâu, nhưng mà sang năm hay lạnh. Sang năm mới lạnh hả? Ừ. Câu này nghe quen quen. Tôi giỡn chơi vậy thôi. Thái sư ngồi ừ. đi. Cha em nói là ra đây hầu hạ thái sư. À. Bây giờ thái sư muốn làm cái gì em chiều hết mình. Bây giờ thôi nàng đấm bóp cho ta đi. Dạ đấm bóp dạ nghề của em dạ. Ê, khoan giờ chút có ai kêu. Cái gì vậy thái sư? Alo, Nguyên Soái hả? Ừ, ta đang bận lắm. Cái gì? Giặc đang bao dây thành hả? Em phải làm gì bây giờ thái sư? Ta đâm bóp, đâm bóp. À đâm bóp, dạ dạ dạ. Bây giờ mày nghe ta nghe kỹ nghe không? Giờ kéo hết qua. Đánh bên tả. Dạ đánh bên tả, dạ. Ừ. Qua bên hữu. Dạ qua bên hữu. Tả hữu cùng một lúc. Dạ tả hữu cùng một lúc. Ừ, được chưa? Dạ được chưa? Xiết. Dạ xiết. Dạ, dạ. Cái gì vậy Thuyền? Thì thái sư kêu em xiết là em xiết à. Ừ, ta kêu Nguyên Soái xiết chặt dòng dây. Ồ, đã đánh nhau hả? Ừ. Dạ, em tưởng là đánh bóp. Ừ, dạ. Tiếp đi. Dạ, đánh tiếp dạ. Ờ, sao Nguyên Soái tới đâu rồi? Rồi, sao nữa, sao nữa? Em rồi, làm rồi, sao? Rồi, 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 rồi. Dạ, đánh phía sau lưng, dạ, dạ, sau lưng, dạ. Ừ, từ trên xuống dưới. Dạ, từ trên. Từ dưới lên trên. Dạ, từ dưới lên trên. Trên dưới tả hữu, trên dưới tả hữu, tả hữu. Trời ơi, thái sư bắt em làm nhiều quá. Trên dưới tả hữu, trên dưới tả hữu. Bây giờ vậy nè, đánh vào bộ chỉ huy cho lẹ. Thôi, tụi bay muốn đánh gì đánh đi, tao lo phòng thủ bộ chỉ huy của tao. Trời ơi, đã quá, tư đồ đâu, cưới liền. Con tư đồ, không được, thái sư. Sao vậy? Thái sư. À, nếu thái sư không chê con gái của lão phu hèn kém, thì để cho lão phu chọn ngày lành tháng tốt, rồi đưa nó về nâng khăn sửa túi cho thái sư.
ta gặp gái đẹp ngày nào cũng là ngày tốt hết á. Dạ không được à, thường dân thì lấy vợ thì không sao. Ừ. Ê, nhưng mà thái sư là bậc đại thần, rồi trước khi lấy vợ ông phải lo tắm gội sạch sẽ, rồi phải trai giới cho đủ 7 ngày mới làm đám cưới nè. Gì kỳ vậy? Ta lấy vợ mấy chục lần là có lần nào ta tắm đâu. Ờ, thôi thái sư ơi, lần này là phải tắm, phải tắm, phải tắm. Trời ơi, thôi được rồi, vì điêu thiền lần này á, ta hy sinh tắm một lần thôi đó nha. Mày làm gì vậy? Dạ phải tắm. Mày tắm cậy cha này chứ. Bó vô tao một quẻ coi chuyện hôn nhân của ta tốt hay xấu vậy. Dạ đợi tí à. Ừ. Cái gì vậy? Futu cookie. Ôi vậy hả? Dạ. Ngộ ha. À. Dạ đây. À. Ăn này vừa bó vừa ăn. Nè. Ăn đi. Dạ thôi con không ăn đâu, con sợ mập quá. Để coi nói gì nha. Dạ. Phùng giao trúc hiệp xì xì, lão ông vô hành dư thùy sư phu. Là nó nói gì vậy mày? Dạ phong giao trúc diệp suy suy. Ờ. Lão ông vô hạnh dữ thùy sư phu. Nghĩa là sao? Nghĩa là gió đưa cành trúc la đà. Hay quá, hay quá. Dạ. Dạ không nên ớt kêu là già dê. Đúng quá. Đúng quá. Đúng. Không thái sư ạ. Cái câu này thiên hạ dành cho những người 80 thôi. Dạ. 85 rồi. Chứ còn thái sư chưa đến tuổi thì không có ảnh hưởng gì thái sư ạ. Dạ. Nhưng sắc có câu. Câu thần gì? Mềm thì trói chặt. À. Mật ngọt thì chết rồi. Ừ. Cái con nhỏ này nó thuộc loại thành phần nguy hiểm lắm. Ừ. Cỡ Taliban không chừng á. Ừ. Tôi là quân sư, tôi phải warning thái sư trước. Không có ngài thì thái sư phải khóc hận á. Thái sư. Cái gì có sư đây? Một lần nào đi đâu đó thái sư cũng mang theo cái thằng quân sư hoặc giấy này đi để cho ý kiến thì sao vậy? Ý kiến mẹ gì, bị lúc này ta nhiều kẻ thù quá đó, cho nên á ăn uống nhiều khi nó bỏ thuốc độc, bây giờ ta mới dẫn nó đi trước, có gì nó ăn trước, nó đai trước. Vậy mà giờ nó vẫn chưa chết nữa hả? Nó cũng sắp chết rồi đó. Thôi bây giờ ta trở về phủ, 7 ngày sau ta sẽ trở qua đón nàng về làm chính thất. 7 ngày? Ừ. Thái sư, sao 7 ngày đợi mong á, nó dài dài như là 7 thế kỷ vậy đó. Vậy lúc chờ đợi mày lỡ có ai tới dê em mà đòi hỏi cưới em không biết tính làm sao á. Ừ. Đó có thằng nào khùng nó dám giỡn vậy sao? Em cứ nói em là phi ăn xê của Động Thái Sư. Ông có nội cũng dám đụng tới nữa. Lạng quả anh chưa có thằng Lữ Bố hả? Chém cả nhà đó, lấy đầu lâu làm banh cho em đá chơi. Trời ơi em sợ không quá. Cháu nó sợ. Ừ, thôi tôi về phủ nha. Dạ. Bây giờ rước thái sư về âm phủ. Vậy thôi. Dạ về phủ. Phủ thôi. Lý Nho về. Yeah. Rước thái sư về Diêm phủ. Đây. Dương phủ. Đây. Con ngoan quá. Con thấy chưa? Đồng Trác vừa gặp mặt con là nó mê liền. Cũng may trời còn thương nhà Hán. À, bây giờ như thế này con à. Dạ. Bây giờ con vào con chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì cha? Ta sẽ gọi thằng Lã Bố qua đây để gặp con. Trời cha, cha làm như con dân chuyên nghiệp vậy đó. Đưa người cái trước rước người cái sau phải cho con nghỉ chút xíu chứ cha. Con ơi, vận nước đang dầu sôi lửa bỏng, con phải hy sinh nghe chưa? Trời, cứ bắt con hy sinh hoài hết, lấy cha già này tới lấy cha già khác chịu gì nổi. À không. Thằng Lã Bố đâu phải là thằng già, nó trẻ lắm con ạ. À. Trẻ lắm hả cha? Cha có hình nữa nè, con đứng bên ngoài. Dạ. Trời ơi, bộ trẻ lắm hả cha? Trời, nãy giờ không nói sớm hình đâu cha? Hình đâu? Đây. Trời ơi, giống tài tử Hồng Kông quá vậy cha. Đấy. Trời ơi cha, Lữ Bố là đây phải không cha? Ừ. Thôi được rồi, coi như là vì cơ đồ nhà Hán ha. Lấy một lúc có 20 Lữ Bố con cũng cắn răng con chịu á. Con nhớ nha. Dạ. Đại sự thành hay bại là đều do con hết đó dạ, nha. Dạ, con cảm ơn cha. Con cứ đi vào dạ, trong chuẩn bị đi. Dạ. Ta sẽ gọi nó qua đây. Coi như để y nguyên vậy hả cha? Để y nguyên vậy hả cha? Trời xuyên sao để vậy đi mà. Sợ thua quá. À, mời ngài xuống đây. Hey.
Lạ bố lên đây. Đẹp trai quá. Chuyến này đã cho hai cha con mày chết chung một hố luôn nha con. Alo. Dạ, Tư Đồ Vương Doãn đây. À, làm ơn cho gặp tướng quân Lã Phụng Tiên ạ. Cái gì nữa? Mày làm cái gì ở trong đó mày không biết Lã Phụng Tiên? Lã Phụng Tiên tức là con nuôi của Đổng Thái Sư đấy mày nghe chưa? Mày cái thằng kém văn hóa quá. Cái gì? Mày cự cái gì? Mày Nam Kỳ, mày kêu là Lữ Bố. Tao Bắc Kỳ kêu Lã Bố. À, chứ mày không theo dõi âm nhạc à? Thế tao hỏi mày tại sao nhạc sư Lữ Liên lại đẻ ra Lã Khánh Hà? Cự cái gì? Ông đang làm gì? Cái gì? Thục bia lỗ á? Đưa hôn ông nói chuyện với tao. Thôi dạ, Tư Đồ Vương Doãn đây. À, hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Mời Lã Tướng Quân đến nhậu chơi. Có cầy tơ bảy món rượu đầy đủ. Này, có hàng chiến cho Tướng Quân nè. Ừ, Tướng Quân đến nhá. Dạ, ta chờ. Xong rồi con ạ. À. Nào dăm ná tới bơi đồng cỏ, nào xanh ngát lưng chơi, vừa phi như điên cuồng, như điên cuồng, như điên cuồng, như điên cuồng, cuồng. Ôi chết. Tướng quân có sao không ạ? Trật xương sống. Ôi trời, thế à? Rồi được rồi. Đánh giặc không sợ mà vừa hát vừa nhảy sợ trời. Dạ thưa đây tướng quân. Gì đây? Dạ đây là Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử? Dạ. Cái này hợp à? Dạ. Chơi vô nó bay luôn. Dạ Tư Đồ Vương Doãn xin được hân hạnh ra mắt Lã tướng quân. Đừng có đa lễ như vậy. Ta chỉ là một tên tướng quân nhỏ trong triều đình thôi. Đừng có đa lễ vậy làm ta thất lễ. Tướng quân đừng quá khiêm tốn như thế. Khắp thế gian thiên hạ bây giờ ai mà không biết đến uy danh của tướng quân Lã Phụng Tiên. Ta vì ái mộ tướng quân cho nên mới mời tướng quân đến đây để xin chữ ký. Gì chữ ký? Chữ ký gì? Là chữ ký ái mộ. Ờ, ký ái mộ được nha. Tưởng đâu ký biêu. Mới ký đóng biêu nhà sợ quá. Dạ mời tướng quân hành tỏa. Sao rồi? Đâu rồi? Hàng chiến đâu? Nói cho tướng quân vậy thôi chứ còn... Đúng ra là con gái của Lão Phu. Cái gì? Con gái của ông hả? Dạ. Đem cái thiệt của ta hả? Dạ. Khỏi. Tại sao? Ông xấu vậy làm gì con gái đẹp? Không. Con gái nuôi. Con gái nuôi? Dạ. Được, mời ra. Điếu thuyền, ra rót rượu quý, mời tướng quân mau. Dạ ha. Ôi, hay cho Dương Tư Đồ, giỏi cho Dương Tư Đồ. Trên cao, trên cao, tướng quân, trên cao. Thôi khỏi, dài quá Dương tới đâu. Dương Tư Đồ, ta hỏi nhà ngươi, đây có phải là con gái của nhà ngươi hay không? Dạ. Con gái nhà ngươi à? Dạ, có sao không? Quá đã. Xấu nha. Con gái đẹp xấu nha. Con gái đẹp nào giờ không đem ra chào hàng là xấu nha. À, dạ thưa tướng quân, ngoài đường bây giờ thanh niên nhiễu nhương quá. Kín thì nó rình, hở nó rinh. Cho nên Lão Phu giấu kín để dành riêng cho tướng quân đó mà. Sai. Mấy ông cụ bà cụ có con gái đẹp mà cứ nghĩ là quan niệm đem giấu cho kỹ nữa ha. Cứ giấu đi. Giấu riết thành đầu cổ. Dạ. Có đem ra liền. Dạ. Mời. Dạ. Còn là con. Dạ. Bố quên dặn con. Sao? Cái thằng này nó cao lắm. Con phải giả bộ ngây thơ. Chứ không có lẳng lơ giống thằng Đổng Trác à? Không, thằng Đổng Trác thì nó là khoái lẳng lơ. Cái thằng này con phải cáo ngây thơ như chưa biết gì ấy. Thế mình phải đổi chiến thuật, mình phải ngây thơ. Rồi. Nhớ chứ. Muốn ngây thơ là con có ngây thơ liền. Thưa tướng quân. Chuyện gì? Bây giờ ta lui vào trong để lo đồ nhậu.
biết điều. Để cho hai người tự nhiên. Nhưng thưa tướng quân là sao? Cháu nó còn nhỏ đó. Đừng làm cho cháu nó sợ. Đừng có lo, ta không làm cháu nó sợ đâu. Dạ. Ta làm cháu nó sướng. Dạ, đa tạ tướng quân. Cái con phải gió đấy. Tao nó dặn là ngây thơ. Con biết rồi mà cha vô con mới ngây thơ được. Chứ đứng chần dần thì sao con ngây thơ được. Nhớ đó. Rồi bắt đầu ngây thơ. Cái gì là cây thơ nữa hả? Trời ơi, bất cỡ vậy, thôi đi lẹ đi bà ơi. Chàng ơi, chàng đừng có đụng vô em, đừng có đụng vô em. Ủa sao vậy? Dạ tại vì cha em nói đó, con trai con gái gặp nhau mà đụng nhau á là có bầu á. Trời ơi, ngây thơ thiệt nha. Con trai con gái đụng vô có bầu. Dạ. Vậy hết cả rạp này có bầu hết rồi. Dạ, có bầu mà đẻ con ra ở nách đó. Trời đất ơi, đúng là ngây thơ thiệt rồi. Nè. Dạ. Bây giờ ta hỏi nàng vài câu nha. Dạ. Vậy chứ hồi nào giờ nàng có biết yêu không vậy? Dạ cái đó em không có biết. Chưa biết yêu nữa. Vậy thì hồi nào giờ có tương tư không vậy? Dạ cái đó em cũng không có biết. Không biết luôn. Vậy hồi nào giờ có hung trai chưa vậy? Dạ cái đó thì em biết. Dạ không, em hung ba em, hung ông nội ông ngoại em. À, hiếu thảo lắm. Vậy thì bây giờ ta hỏi nàng thêm một câu nữa nha. Dạ. Vậy thì sở thích của nàng là cái gì? Dạ sở thích của em là mỗi lần rảnh á là em đi chùa. Trời đất ơi, cái này mới nha. Gái lớn vậy gái thích đi chùa hả? Vậy là em đi chùa để cầu nguyện có một tấm chồng như ta có phải không? Dạ không có. Em cầu cho cha em mau chết. Ê! Dạ không, cho cha em mau hết bệnh. Dạ nghiện rượu cho hết bệnh. Dạ. Vậy thì cái nguyện vọng lớn nhất của nàng là cái gì? Nguyện vọng lớn nhất của em là em cầu cho em mau lớn, thật là mau lớn. Quá hiếu thảo. Mong mau lớn nuôi dưỡng phụng dưỡng cha già phải không? Dạ không có, đủ tuổi vô sòng bài. Trời đất ơi, vô sòng bài làm gì? Dạ không, vô coi đèn chớp thôi chứ không có gì hết. Được, được, dạ. Vô coi đèn thì được nha. Dạ. Đừng vô đóng tiền điện. Dạ. Dạ, mời tướng quân ngồi đây đi. Em đàn ca hát sướng cho tướng quân nghe. Cái gì? Nàng biết ca hát nè. Dạ. Được rồi, hát ta nghe. Dạ, 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 dạ. Dạ ngây thơ, ngây thơ. Ngây thơ đi, cười giật vậy hả? Dạ. Rồi hát đi. Dạ em bắt đầu hát nha. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, đàn hoài nghe vẫn tệ. Trời ơi. Hát vậy đòi vô Thúy nghe. Trời đất ơi. Ca không hay, đàn nghe cũng dở, có nước đi ăn mày á. Ai dám mời em đi show em? Thôi, bây giờ hãy làm chuyện khác đi. Dạ, nếu mà không thích em hát thì em đàn. Biết đàn nữa? Dạ, biết đàn. Đừng nhạc nhẹ nhàng thôi nha. Dạ. Nhạc tình em cảm biết, đó nha. Dạ, em biết rồi. Dạ. Dạ, em bắt đầu đàn đây. Dạ. Nàng ơi. Dạ. Nàng ngây thơ sao nàng chơi nhạc sao quậy quá vậy? Dạ, bình thường em ngây thơ lắm, nhưng mà mỗi lần âm nhạc trỗi lên em máu lắm à. Trời, máu lắm mà. Dạ. Đúng rồi. Đúng quá rồi. Nào giờ trong chốn giang hồ ta gặp toàn là quỷ với ma không? Dạ. Hôm nay ta gặp đúng phải gái nhà lành. Đúng là một người con gái có sắc màu. Dạ, em sắc màu dữ lắm chàng ơi. Tại em thuộc lại là một màu đen đen chấm theo màu vàng vàng dẫn màu đen. Như đen chấm vô màu vàng với màu đen. Dạ thì đen từ lùi chấm màu gì vô cũng đen hết trơn trời. Hay. Vậy thì quyết định, ta quyết định từ nay ta sẽ cưới nàng làm vợ. Chàng ơi. Chuyện gì? Dạ em cũng muốn lấy chàng lắm nhưng mà ngặt một nỗi là sao? Là cha em đã hứa gả em cho người khác rồi. Cái gì? Nàng nói cái gì? Cha em hứa. Cái thằng nào dám lấy nàng nữa hả? Ta nói thiệt, ta chém cái từ cha cho tới con luôn á. Thằng nào dám lấy? Em nói ra sợ chàng ngặt. Nói đi. Dạ. Ta lo cho. Dạ đó là Thái sư Động Tra. What? What did you say? Chàng nói tiếng gì vậy? Tiếng Mỹ. Trời đất ơi.
không hiểu hả? Dạ không, điêu thuyền là sao biết tiếng Mỹ? Lớp toilet nói tiếng Việt đi. Trời ơi, lớp toilet nói tiếng Việt là gì á? Lớp là yêu, toilet là cầu, yêu cầu nói tiếng Việt. Tình độ vậy đó hả? Dạ. Thôi bây giờ tao nói như vậy, Thái sư Đổng Trác mà dám lấy nàng nữa hả? Dạ. Ta cho thành Thái giám Đổng Trác luôn. Hả? Ờ. Cái gì mà Thái giám hả? Bố. Gì vậy con? Hả? Ôi lộn. Cái gì? Dạ. Là biếu. Dạ. Tao đề nghị mày á, đổi tên đi. Tao là cha mày mà tao phải kêu mày bằng bố hoài à. Dạ. Dạ con cũng tính đổi đó cha. Đừng làm mày đổi. Dạ trời vô, quốc tịch đổi luôn. Chuyện nó tính sao? Dạ. Bây giờ chuyện này quan trọng nè. À, qua đây. Trời ơi. Dạ. Mày dám ôm, mày biết nó là ai không? Dạ ai? Đó là điêu thuyền, là sắp là vợ của tao, tức là má của mày đó. Cha vẫn chơi vui quá. Điêu thuyền. Dạ. Bây giờ ta hỏi nàng. Dạ. Nàng muốn làm người yêu ta hay là má ta? Dạ, làm người yêu chàng vui vẻ hơn. À, dạ. Điêu thuyền. Dạ. Bước vào đây. Dạ. Nàng muốn làm con dâu ta hay là muốn làm vợ ta? Dạ, làm vợ chàng hơn, quyền hành hơn. Ừ. Điêu thuyền. Dạ. Nàng muốn làm má ta hay muốn làm vợ ta? Dạ, em muốn vậy, em muốn thế. Dạ, dạ. Thế, qua đây. Qua đây. Qua. Take it easy, Mr. Jack. Dạ, bẩm Đổng Thái Sư, Lữ Bố thì không ở đâu kiếm ra, mà còn điêu thuyền thì lụm đầy đường, chỗ nào cũng có. Mất Lữ Bố rồi thì đời ông kể như là từa lưa luôn. Ê, cái thằng quân sư quạt giấy, tao nhịn mày nhiều lắm rồi nha mày. Cái thứ mày mới lụm đầy đường chứ tài sắc như tao mà khó kiếm lắm. Nè, tao nhịn mày lắm, mày ngon vô đây. Mày ngon vô đây. Tao nói mày ngon vô đây nè. Ê, ngây thơ, ngây thơ. Trời ơi, tại vì nó làm em giận quá, Thái Sư à. Càng giận càng đẹp. Bây giờ ta hỏi nàng một lần nữa. Dạ. Nàng muốn làm vợ ta, không muốn làm má ta? Điêu thuyền. À, nàng phải làm vợ ta. Cái gì? Dù điêu thuyền có là vợ ông đi nữa thì theo thần nghĩ ông nên nhường thuyền lại cho bố đi. Vợ mày, mày có nhường cho Lữ Bố không? Ngu sao nhường? Sao vậy? Nhường nó đâu có đâu lấy đâu. Thôi vậy thì em qua đây được không? Hay là qua đây. Hay qua đây. Qua đây. Làm giận dữ vậy trời ơi. Điêu thuyền. Đi qua đây. Trời ơi. Trời ơi. Cái đừng giận dữ nha. Bố, mày không được hỏng này bố. Dạ. Alo. Qua đây xíu hơn. Ai đây, ai đây? Ai vậy? Con gái của Dương Tư Đồ, em của điêu thuyền tên là Điêu Ngoa. Hả? Dạ. Bố, vậy là mình điêu đứng rồi. Dạ bẩm cha, con thấy con quá bất hiếu, con không thể nào giành giật má với cha nữa. Cái gì? Cho nên con xin nhường điêu thuyền lại cho cha. Chàng, qua bển đi má. Hả? Trời ơi chàng. Không, ta không thể nào lấy con dâu được. Trời đất ơi. Bố, công cha như núi Thái Sơn nhường cho mày. Trời ơi, trời ơi chàng, chàng. Dạ, bây giờ nhường lại nè. Không được đâu, thôi. Nó nhường cho mày bố ơi. Thôi, thôi, đợi như vậy là gì, cái gì vậy? Làm dữ vậy? Anh hùng gì mà nuốt lửa dữ vậy? Ước lấy cho đã dòng lấy làm sao cho con nhỏ này nha. Tao đang vô độ lớn, mày đang vớt cái chân sao mày? Tao bực mình quá à. Tao tưởng mặt này không ngon hả? Mặt này em tìm được kép khác hả? Giang, có người khác liền. Quân sư. Ôi. Cứu em. À, trời ơi, ghét của nào trời trao của đó à. Dương Tư Đồ, bỏ mà. Chào.
Dạ con đang tập nhảy. Má Mi mà không né nha là má Mi té một cái đùng dưới đất rồi. Kevin ơi, má Mi nói nghe, bây giờ Kevin ngoan nha. Kevin ở nhà chút xíu thôi, má Mi chạy qua đường. Má Mi trở về liền được không? Má đi mua vậy má. Đi nè, thì mấy ngày nữa là Tết rồi. Má Mi đi mua vài hộp bánh mứt ha, để trưng trong nhà để cho ra không khí Tết. Kevin, chắc chắn là nhà mình Tết đó, nhiều khách tới chơi lắm đó. Mấy người đó đâu phải khách đâu. Chà. Toàn mấy ông tới ghe má không mà. Ôi, trời ơi, Kevin nói kỳ quá à. Nè, chứ bộ Kevin không thích khách tới nhà mình chơi sao? Dạ muốn chứ má, vì con biết mấy ông bạn của má sẽ lì xì cho con nhiều tiền lắm. Ham tiền nữa là mua Game Boy phải không? Không có được chơi nhiều nghe không? Nè bây giờ má Mi đi, má Mi hứa về liền, ok? Dạ. Nghe không? Ngoan nghe không? Ở dạ. Nhà không có được quậy tùm lum à. Ý khoan, nếu có ai tới ngang nói má Mi quay trở về liền. Dạ. Ngoan, ok? Ok. Đi rồi, nhảy tiếp. Dẻo ghê. Này chắc con Nguyễn Hưng. À, chào chú Tinh. Hi Kevin. Trời ơi, mê nhảy quên đóng cửa. Dạ. Có má ở nhà không vậy con? Dạ, má cho mới đi khỏi, mới đi thức thì à. Nhưng má cho nói má cho về liền à. Mời chú vô nhà chơi. Chú vô rồi. Thì mời chú ngồi. Trời ơi, lành ghê. Thôi được rồi, để chú đứng đây chào má con cũng được. Ở nhà có bình là cắm bông vậy con? Dạ có. Cắm bình chú, cắm giùm chú cái bông này con. Bông này chú mua cho má cho đó hả? Ừ, đẹp không? Nhìn quen quen. Ừ. Giống bông. Bông gì? Bông cúng cô hồn. Trời đất ơi, nó đấy còn ai nữa. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, Kê Bên, cái gì vậy con? Trời đất ơi, sao tự nhiên làm gì vậy? Rùi. Rùi cái gì? Trời ơi, đập rùi mà lấy bông đập. Còn gì là bông? Biết mà thích đập rùi người ta lấy bông, mua bông đi lông chắc ăn hơn. Trời chết rồi. Chú mua bánh này cho cháu hả? Bánh gì đó chú? Trời đất ơi, mày phá quá à. Tao mua cho má mày chứ ngu sao mua cho mày. Vậy là chú chơi hổng đẹp. Trời đất ơi, mày làm gì tao phải chơi đẹp cho mày. Chú ơi, cháu ở nhà mình buồn quá. Chú lại đây chơi cháu cho vui. Chơi đua xe nha chú. Mày biết bộ đồ Versace tao mua bao nhiêu không? Gần 800 đô nửa tháng tiền lương của tao. Ngồi tao còn không dám ngồi sợ nhăn. Ở đó mà chơi đua xe với mày. Dạ tụi mày. Bộ chú không thích con nít hả? Không, tao thích người lớn à. À, chú tới ghe má cháu phải không? Con nít biết gì hả? Đi chỗ khác chơi. Chú không muốn chơi cháu thì thôi, cháu chơi một nền. Ê, mày muốn một nền hai nền kệ mày. Chơi chơi đi. Trời ơi, nhiều chuyện. Làm dơ á tao tình. Đẹp trai thiệt. Úi trời ơi, hư hết bộ đồ mới thôi rồi. Sao chú quý cái áo dữ vậy? Quý sao quý vậy? Cởi ra rồi ra sau nhà đó bên nhé cháu. Cái gì vậy? Trời ơi, phá quá chị. Trời ơi. Nó té mà nó té kiểu. Tao chưa thấy thằng nhỏ nào quậy bằng mày hết trơn. Tao hứa với mày nha, tao mà lấy má mày xong á hả, đám cưới bữa trước bữa sau mày vô cô như viện liền. Mày còn nhát hả mày? Em hôn à. Mami. Ý, Kevin con làm gì con nằm dưới đất vậy? Nó nhảy té anh đỡ vậy. Anh Tân, tới lâu chưa? À không mới tới em. Này con. Ủa,
Quà của ai vậy anh? À, quà của em đó. Anh mua gì cho em vậy? À, bóp Chanel. Trời ơi, biết em thích cái này anh tìm quá trời đó. Cảm ơn. Nhưng mà anh phải chờ kiếm ra chỗ sale mới mua được. À không, tìm ra cái chỗ mà đúng thứ em thích đó. Dạ, ừ, cảm ơn em anh nha. Ừ. Trời ơi, nói nãy giờ quên để ý nữa. Đi đâu mà diện đồ láng con vậy? Ôi, cái này bình thường. Đi làm mỗi ngày bận vậy em ơi. Anh nói em nghe. Dạ. À, bữa nay ghé thăm em, với lại sẵn tính rủ em đi chợ Tết. Đi không? Em cảm ơn anh, nhưng mà thôi anh đi, mình anh đi nha. Ủa sao vậy? Chờ em chút. Trời ơi con ơi, cái này là đồ Tết. Trời ơi con kỳ quá à. Bây giờ vậy nè, đứng dậy, mấy mi nói nha. Đi vô rửa mặt lại nghe không? Ăn miệng dính tùm lum tùm la hà. Lấy cái nón ha, chuẩn bị áo ấm. Chiều má mi chở đi tới họp mặt cuối năm ở trường Việt ngữ, ok? Dạ. Má mi hôn cái coi. Thương quá, ok, đi vô đi con. Nó mà để tù phê. Không phải anh. Nó. Anh Tân ơi, anh Tân ngồi chơi rồi chút nữa anh Tân đi mình đi nha. Chứ em bây giờ em đang hoàn cảnh em đâu có vui vẻ gì đâu mà đi sắm Tết hả anh? Em ơi, trời đất ơi, anh nói cho em nghe, Tết chức sắp nơi, Tết tới nơi rồi. Năm mới năm me, em cứ nằm nhà im re đâu có được. Đằng nào em cũng ly dị 4 tháng rồi mà. Hả anh nói sao? Ừ. Mới 4 tháng hả? Ừ. Rồi sao em thấy lâu dữ vậy, em tưởng 3-4 năm rồi chứ. Bị gì cô đơn cho em thấy lâu đó. Em phải biết em còn trẻ, em phải tính chuyện làm lại cuộc đời, bước thêm bước nữa chứ. Có chứ anh, người cho bộ gỗ đá gì đâu. Ờ. Thiệt cho anh hả, thằng chồng em nó vừa nộp đơn ly dị là anh tính chuyện đó rồi. À vậy à. Rồi em nói bác sĩ này luật sư theo đuổi em dữ lắm. Nhưng mà em không biết người nào thật sự mang hạnh phúc đến cho em. Anh nói cho em nghe, hoàn cảnh em y chang hoàn cảnh anh nè. Em bị chồng bỏ tại vì chồng mê gái. Còn vợ nó bỏ anh á tại vì nó chê anh xài kẹo. Thôi thì người ta nói là rổ rá cạp lại, góp gạo thổi cơm chung. Em thấy sao? Anh Tân ơi, nhưng mà có chắc là anh mang hạnh phúc tới cho em không? Anh sẽ dùng hết sức tàn này đi cài. Lương lãnh được bao nhiêu nộp cho em hết. No, em không cần tiền. Trời đất ơi, anh biết là chồng em á tòa bắt phải là cấp dưỡng 2000 mỗi tháng. Nhưng mà cho dù chồng em không cấp dưỡng á, anh cũng lương anh cũng dư sức mà bảo bọc mẹ con em mà. Em nói tiền đối với em không có quan trọng. Tiền không quan trọng chứ cái gì quan trọng? Tình. Từ sau khi ngày ly dị đó là em không có cần tiền, em chỉ cần tình cảm thôi. Tình cảm hả? Tưởng gì chứ tình cảm thì anh dư. Anh nhiều tình lắm em. Trời anh Tân ơi, anh ngồi đàng hoàng, anh làm nhột quá. Anh biết không, em tâm sự anh nghe nha. Đời em khổ lắm đó anh. Em đi coi tử vi đó à. Cái thầy nói em là mệnh do chính diệu đó anh. Cho nên lúc lên lúc xuống. Anh cũng lên xuống dạ. Mỗi ngày. Rồi cái lúc bổng lúc trầm anh à. Dạ. Anh biết không, mới ban đầu em tưởng đời em lên dữ lắm. Mấy năm đầu em đầu tư ở nhà đất đó anh à. Rồi em nói tiền vô nha. Em nên tưởng ấm em hạnh phúc. Vậy đùng một cái chồng em nó có vợ bé anh. Bởi vậy? Lúc mà đưa ra tòa ly dị đó, trời em khóc hết nước mắt rồi đó, em tưởng là xui. Không ngờ anh trong cái xui nó có cái hên. Vậy? Em gặp ông luật sư thiệt giỏi anh ơi. Bên giật cho em quá nhiều quyền lợi. Nói nào nghe, chồng em nó có lỗi, với lại luật pháp bên này công bằng anh. Ủa? À, em với chồng em có tranh chấp tài sản hả? Có, sao bởi vậy? Mấy? Có chứ, bởi vậy em mới nhờ luật sư. Đây nè, anh coi nè, cái căn nhà này nè, ngân hàng định giá là 700 ngàn là của em. 700 ngàn của em? Dạ. Yeah. Chờ anh chút em. Dạ. Yeah. Rồi anh thấy không? Cái Mercedes đời mới đậu ngoài kia kìa, 83 ngàn cũng là của em. 83 ngàn? Dạ, chồng em nó chạy chiếc xe ben. À. Đó rồi anh coi đó, cái building đó 12 phòng cho em mướn ở trên đường Broadway đó. Ngân hàng định giá 1,8 triệu, ổng đòi giữ ok nhưng mà phải đưa em 900 ngàn. 900 ngàn? Dạ, rồi cái em nói tiền đầu tư cổ phần nè, tiền saving nè, tiền retire nè, ổng chia cho em 300 ngàn. Rồi anh biết làm sao không? Lúc mà mới mà biết mà nghi ổng có bồ đó anh. Sao? Trời em nói vàng, bạc, nữ trang giấu hết trơn. Bây giờ nội cái số hộp xoàn của em không nha là 900 ngàn tiền mặt đó anh. 900 ngàn tiền mặt? Tổng cộng là 2,8 triệu. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Mà anh biết làm sao không? Cái đó chỉ là phần phân chia tài sản thôi nha. À. Còn về tiền bạc đó là phải chu cấp cho Kevin con em là mỗi tháng 2.000 đô. Biết rồi. Còn em là 7.000 đô để xài. À. Xong rồi 2.000 đô tiền tập thể dục anh. Ủa?
Tiền tập thể dục là tiền gì? Tại luật sư của em á, ổng nói vậy nè, trời ơi, mới trước khi mà lấy chồng đó, người em đâu có phải như vậy đâu, em nói chắc nịch là thon gọn dữ lắm. Vậy mà anh coi đó, sau 10 năm chung sống mà bị dày dò dữ quá, bây giờ thân thể tàn tạ vậy nè. Cho nên em hỏi anh 2.000 đồng mướn người về nhà tập thể dục đâu có nhiều đâu anh. Trời ơi, đúng là xứ Mỹ. Hồi mới cưới vợ, người anh cũng gọn ghẻ chắc nịch như là người mẫu vậy. Bây giờ anh mập là tại vì anh ăn nhiều, chứ đâu phải thì tại vì vợ dày dò đâu. Thì em nói cho anh nghe là tại vì em nói đó là xứ này đó là bảo vệ phụ nữ. Anh Tân, em nói này nữa anh đừng cười em nha. Không cười. Anh phải thương em đó. Thương chi? Trời ơi, em nói là từ hồi đó giờ em không biết quản lý tiền bạc. Trời tội không? Dạ, credit card còn không biết cài sao đó. Vậy hả? Cái check cũng không biết ký sao nữa anh. Tự nhiên đùng một cái có mấy triệu bạc trong tay, em hỏi anh phải làm sao chứ. Anh coi nè, em nói có sách em mắt có chứng luôn á. Anh coi, tiền á tao nói cọc cọc như vậy nè anh. Tao nói em dục tùm lum hết trơn, tao nói phòng khách cũng dục nè. Rồi tao nói gara dục luôn nè. Tao nói nhà bếp dục luôn nè. Tao nói thậm chí ở trong quách room em cũng dục luôn nữa. Trời ơi, em choáng váng em không còn biết gì nữa hết trơn anh. Ủa tiền em đâu hết trơn rồi? Ủa tiền em đâu? Vì anh hay lộn, ai đưa anh lấy. Đó em hỏi anh nha. Đêm ngủ sập phòng lo sợ anh. Sợ ăn trộm ăn cướp nó vô nhà. Nó cướp tiền bạc nó đành rồi. Trời ơi, nó cướp thứ khác anh còn chết đời nữa anh. Bởi vậy bây giờ em chỉ ao ước trong nhà em có một người đàn ông để mà em giao hết toàn bộ số tiền này em mới yên tâm. Mấy triệu bạc ủa gì vậy anh, gì vậy? Không có. Em mới nói gì vậy? Chị, em giao hết toàn bộ tiền em mới yên tâm. Trời ơi, giao anh đi em. Hả? Anh có kinh nghiệm gì đầu tư lắm. Nếu em tin em, anh thì giao cho anh đi. Lúc này nhiều ông đeo đuổi em dữ lắm. Thương thiệt thì không biết có không, nhưng mà chắc chắn vô đào mỏ anh, tại biết em có tiền. Em nói đúng. Đàn ông mà, thấy tiền là nhào vô à. Đâu có mấy ai được như anh. Anh là kẻ sống chết vì tình chứ không phải vì tiền. Anh Tân ơi, em bây giờ hoàn toàn là sống vì con thôi. Cho nên người đàn ông mà em mơ ước trong cuộc đời tái giá của em đó nha, là phải thương con em vậy thôi. Trời ơi, đúng anh rồi. Anh thương con nít lắm. Trời ơi, trời xanh anh đã là anh biết thương con nít rồi. Con nít cô di viện đó, anh còn đón về mấy chục đứa nhà nuôi mà. Trời ơi, chưa kể mà mấy đứa mà đuôi mù mà tàn tật anh nuôi hết. Huống chi thằng Kevin là lành lặn, với lại má nó 2.8 triệu. Trời ơi, anh Tân, anh vĩ đại quá, anh cao cả quá. Em may mắn quá em mới gặp anh. Em nói thiệt anh nha, từ khi sau ngày ly dị đó, Kevin của em nó cô đơn lắm, cho nên vì em hứa, người đàn ông nào mà chiều con em, thương con em lấy người đó liền. Lấy anh đi. Chờ gì nữa, em đừng kìa. Kevin con, lại đây. Trời ơi, thằng này nó hiền mà ngoan, dễ thương. Ngoan lắm anh. Ủa, sao hồi nãy chú nói chú chỉ thích chơi với người lớn? À không, chú nói là chú thích nuôi con nít thành người lớn. Chứ đâu, chú đâu có nói là không thích nít đâu. Vậy là chú bằng lòng chơi với cháu. Chơi, trời ơi, coi con với con gì mà muốn chơi gì cũng được chân á, muốn chơi sao? Thiệt hả chú? Ừ. Vậy chú làm ngựa cho con cưỡi nha chú. Thôi con ơi, tự nhiên con bắt chú cưỡi ngựa là chú mệt lắm con. Không sao em, thằng này nó nhẹ hều mà, cỡi anh đâu có sao. Chừng nào em cỡi anh mới mệt đó. Trời ơi, anh này kỳ quá. Bây giờ làm ngựa hả con? Dạ. Con, hư bộ đồ của chú hết con ơi. Không sao em ơi, anh nhà có mấy chục bộ rồi. Nhầm nhồi gì. Rồi chơi con. Dễ thương quá. Rồi chơi. Trời, hai chú cháu hợp nhau quá à. Chơi. Vui quá. Trời ơi, ngựa mà sao không hí? Hả? Phải hí hả? Dạ. Trời ơi, thương quá. Hồi đó giờ Kevin mới có người chơi với nó đó. Con nghe không được. Anh mệt không anh? Mệt chứ, nhưng mà nghĩ tới 2.8 triệu cũng ráng lắm. Bây giờ con muốn chơi gì nữa không? Con muốn chơi gì nữa không? Con muốn chơi bắn súng. Bắn súng hả? Được rồi, mày nhớ nha mày. Tao cưới má mà trong tao tính với mày á. Rồi, đâu xong súng rồi con.
Cái này của chú hả? Của con, cái này của chú. À. Ủa, súng tôi chút xíu rồi tại. Rồi chơi sao? Quay lưng lại. Bắt lại. Sao mình đưa súng tao không có nước? Hả? Mày uống chết hả? À! Không, bắn nữa đi, không bắn. Anh ơi, hay là thôi giờ nghỉ đi nghe, anh mệt rồi phải không? Ôi, mà chị em ơi, mà em nghĩ tôi sẽ số tiền cũng ráng em ơi. Sao? Bây giờ con muốn chơi cái gì nữa? Con muốn chơi phóng dao. Hả? Cái gì? Tại sao con lại chơi phóng dao? Mày giờ có muốn dao gì? Dao sắc bánh mì hay là dao phay chặt thịt? Mày mới mang mày vô lấy. Thôi khỏi em. Trời ơi, súng nước mà nó bắn tôi tả tơ vậy. Dao nó không còn gì. Giống thành bò tải chanh lắm. Thôi khỏi đi, chơi cái khác nhẹ nhẹ đi con. Thì con muốn mua game. Game hả? Bao nhiêu? Một suy nghĩ hả? 150 chưa tính thuế. Trời ơi. Kevin, nó không có đòi tiền chú, kỳ lắm nữa. Em sao kỳ quá. Con nít thì phải biết chiều đó chứ. Thôi không biết gì hết trơn á. Tết nhất sắp tới rồi. Coi như anh lì xì cho nó luôn đi. Ê, từ từ. Tụi quần tao mày. Mạnh bạo quá. Kevin. Nít là phải biết chiều đó em ơi. Đây nè. Kevin. Lì xì con 200 luôn á. Kevin. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú. Thấy không? Vui không? Lại đây chơi, lại đây chú kể chuyện cho nghe nè. Này xin nè, xin này. Ê. À. Hello. Cái gì? Tôi với anh không còn gì để nói với nhau nữa hết trơn. Anh còn muốn cái gì nữa? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không cần phải phone tới đây. Ok, ra tòa, tòa nói rồi. Mỗi tháng anh chỉ được quyền tới đây thăm Kevin một lần thôi. Nhưng... Dạ... Dạ, dạ sao anh dạ? Sao anh không nói? Dạ... Anh nói là anh vẫn còn thương em với con hả? Dạ đương nhiên rồi, đương nhiên là em vẫn còn yêu anh mà. Dạ. Hả? Anh nói là anh sẽ quay về với mẹ con em hả? Dạ dạ. Hả? Ngay đêm giao thừa hả anh? Dạ. Dạ đâu có ai đâu anh, dạ đâu có đâu. Dạ thì cũng có mấy thằng cha tới đây dê em, nhưng mà tại biết em có tiền nó mà em đuổi đi hết trơn rồi. Dạ. Ok anh, dạ ok, I love you too. Dạ anh nói chuyện với Kevin nha. Dạ. Nói chuyện với ba con, nói chuyện với ba. Bye ba, ba dĩ con hạ ba. Con nhớ ba lắm. Dạ. Dạ. Đêm giao thừa con gặp lại ba. Ba con về, ba con sắp về. Bạn sớm tiếp nha chú. Bắn cái đầu mày á. Đi ra chơi. Anh Tân, em sorry anh nha. Tại chồng cũ của em quyết định là trở về với mẹ con em đó. Thôi bây giờ tạm biệt anh, khi nào mà chồng em dở chứng đó thì khi em... Sao không nói sớm? Nãy thì bắt tôi làm ngựa kể bà gần chết à? Bắn tư hết bộ đồ tay trong đồ của tao à? Bye, bye. Tôi về tay không được. No love là no gift. Goodbye.
single mom. Lại đưa đây tiền giả đó con, đưa chú đi con. Kiều ngoài đó rước kìa. Chị Kiều về tới ba ơi, con gái ba nè. Thôi Kiều về ba ơi. Thôi thôi thôi. Tết lại đi Hồng ơi. Gì vậy? Trời ơi, tao nói nhìn là biết Việt Kiều rồi. Người Việt Nam có ai bận áo đầm dài 4 mét mà lết từ phi trường về tới đây hết á. Cũng hơi là nãy em đạp đứt cái đuôi rồi, chứ còn không chắc khuya mới bò vô tới nhà. Không có biết cái gì hết trơn á. Việt Kiều là phải bận áo đầm. Tiếng Mỹ cứ sủa mọi người phục ta, ông bà cô bác mẹ cha cứ du hết thải mới ra Việt Kiều. Công nhận, công nhận nha. Việt Kiều là phải du du mi mi, là phải bận áo đầm cho ta biết mình Việt Kiều, hiểu không? Đó, nhìn là biết Việt Kiều rồi. Ừ. Tao nói cái fashion của Việt Kiều nó lạ làm sao, nó lố làm sao vậy đó. Nào lố? Cô Hồng ơi, cái này là áo đầm hay áo dài, mất nguyên cái khoảnh trước rồi. Khúc dưới của tôi là khúc trên của ông đó. Làm sao? Tôi cắt được chỗ này tôi mới may cho ông cáo quết y chang đó, không thấy hả? Ủa? Vậy ăn ở sao mà Việt Kiều vậy? Em thấy ai tiếp rước hết vậy nè? Có, tôi báo với ba tôi rồi là sáng nay tôi về nè. Mà bị hôm qua hãng máy bay nó kêu tôi về sớm nửa ngày đi, nó xếp cho tôi được 40 đô. Trời, tôi nghe xếp 40 đô tôi mừng quá trời luôn. Tôi đổi cho nên quên báo với ba. Đó, mà ông về nhà tôi giờ là có phước lắm nha. Dạ? Ngày xưa nhà tôi không có được như vậy đâu. Đó, nhờ tôi qua bển tôi cài cực khổ tôi gửi tiền về, mà hôm nay ba tôi đổ cái nền nè. Chứ mọi lần ở đó mưa hạ nước nó ngập lên đầu gối luôn. Trời. Đó, cái tôi ráng tôi cài mỗi lần tôi gửi tiền cái mua ngón trời. Sau kỳ này ba tôi mua nhiều cái chuối cây dừa dữ trời. Biết ba đâu em. Nhưng mà điều quan trọng nè, cái dặn này nha. Tôi mướn ông về đây, ông làm chồng của tôi. Mà ông phải đóng kịch làm sao mà ba tôi tin được á, tôi với ông là hai vợ chồng. Nói nghe nè. Gì nữa? Điều quan trọng là cả cái xóm này nha, có một hai gia đình á, là có thân nhân là đi nước ngoài thôi. Có một hai Việt Kiều thôi. Cho nên là ba tôi ổng hãnh diện lắm. Ổng đi khoe khắp xóm tôi là con gái ổng thành đạt ở bên nước Mỹ. Cho nên ông có đóng làm ơn đóng cho giống nha, cho chồng tôi cho ra nha. Đó. Bao nhiêu chai thẳng vậy không có đi mướn. Tự nhiên đi mướn tôi chi rồi, giờ kia tôi cố gắng làm sao. Kỳ cục. Nghĩ sao trời? Mướn chạy công chứ mướn chạy thẳng về tối nó làm chuyện ác với tôi sao? Chứ không phải tại tôi đẹp trai bẩm quá mà mướn tôi, phải không? Nhà tôi không có cái kiến mà được cái có cái mương đằng trước nè. Ông soi cái mặt ông đi, ông tự tin quá. Để coi lại coi. À, gì vậy? Nước kia chạy ở dưới mương, trên đời có ai đẹp lạ thường bằng ta. Người đẹp chẳng ở đâu xa, hình dưới mặt nước là con cá tra chết sình. Tự tin quá. Cá tra chết sình vậy đâu mà có người năn nỉ xin làm chồng. Trời ơi, cái ớm không. Trời ơi, cũng may là về đây cho bển cái ông dành áo đầm bỏ mặt cho tôi quá. Nói nghe nè. Vậy? Người ta Việt Kiều, người ta đi mấy chục năm về nước, người ta hay ngơ ngơ, rồi người ta hỏi mấy câu ngu ngơ dữ lắm. Ông lanh quá, ba tôi không có tin đâu. Phải hỏi ngơ ngơ ngắt ngát á. Muốn ngu ngơ, có ngu ngơ liền. Hỏi hả? Ờ, hỏi nha. Ồ, trái này, trái gì vậy ta? À. Hỏi gì không hỏi. Trời ơi, cả thế giới ai không biết cái này, cái ổi nào không hỏi cũng như không à. Lụ đạn đó, nó cầm banh thay không giờ à. Không thích cái đó, tôi hỏi cái khác. Trái này, ăn làm sao? Hỏi điên không, thanh long mà hỏi ăn sao? Ăn nhã hộ. Ừ.
hỏi là thấy ghét rồi à. Thanh Long hỏi ăn sao? Ông ra kêu nhã hộ cái đời ông nội, ông có hết con trái không? Hỏi nó cũng lố nữa, kiếm cái gì nó đơn giản người ta hỏi. Sao khó quá à, mướn có 500 làm chồng mà sao khó hành hạ đủ điều, mệt quá à. Trời ơi, làm ơn dòng giùm tôi cái đi ông ơi. Mướn 500, ở bên bển ông thất nghiệp, lâu lâu đi cắt cỏ 1 tháng được nhiêu? 800. Đó, tháng có 800 mà tôi bao ăn bao ở rồi bao vé máy bay khứ hồi nữa. Mà ông là bạn thân của tôi nó, ông giúp giùm tôi cái nha. Ông làm sao coi cho êm nha. Giúp thì giúp, nhưng mà bà ly dị rồi, tôi nói cho bà nghe. Ừ. Cái chuyện ly dị là chuyện thường tình thế thôi. Ừ. Thấy không? Đâu có gì đâu xấu xa, giống như tôi vậy. Lấy cái ly dị, lấy cái ly dị. Nhiều khi chưa lấy tôi đã ly dị rồi. Trời ơi. Phải không? Hay người ta ly dị bà? Sao chị xúc phạm em? Giống quỷ à? Ê ê, nói nghe nè. Sao ly dị có gì đâu xấu, không nói cho ông già không biết đi. Ê, trời ơi, ông cứ đóng là chồng tôi là được rồi. Trời ơi, ba tôi lúc nào cũng hãnh diện là tôi là người thành đạt bên nước Mỹ đã vậy, còn gia đình hạnh phúc nữa. Đừng có báo ba tôi biết nha, ba tôi bị tim á. Cứ diễn kịch giùm tôi đi, gán giúp tôi đi. Thôi giúp thì giúp, nhưng mà ăn hơi rủ khi ông già không về đâu, ông hỏi tôi làm nghề gì tôi nói làm sao. Nè nè nè, ba tôi á là ông kỵ cái nghề cắt cỏ lắm nghe không? Ông nói nghề đó mất mặt. Ông kiếm nghề gì ông nói đại đi, đừng nói làm nghề cắt cỏ. Ê ông già bà thích nổ vậy tôi chăm ngồi cho nó đổ banh nhà lòng luôn. Tôi nói tôi làm bác sĩ nha. Trời tôi lại ông. Mấy người già già người ta khoái khám bệnh lắm, lỡ ông kêu khám rồi sao? Thì còn tùy. Tùy gì nữa? Thì tùy coi nhan sắc của ba bà hay đẹp thì tôi khám mà xấu miễn bà. Trời đất ơi. Ác thấy sợ không? Già ông bỏ nhỏ ông tha. Thôi 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 làm ơn giùm tôi đi. Gì ông nữa? Kiếm cái nghề gì mà đó. Ê kiếm cái nghề này trong chính phủ đi. À. Nhiều người ta không có biết cái chức vụ, không ấy ông nói đại ông làm FBI được không? Tôi bắt bà đầu tiên hết á. Sao ạ? Cái mặt bà giang thấy bà nội à. Trời nghĩ sao tướng về kia đi làm FBI. Cầm cái súng sao nổi má. Trời ơi, nghĩ sao vậy? À, nói nghe nè. Không ấy, tôi nói tôi làm IBD nha. Hồi đó tới giờ tôi đâu có thấy nghề nào nghề IBD. IBD là nghề gì? I am BD. Đó. Vậy cho vô lòng bà. Ôi, ừ, nha. Nè, 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 nè. Bà bố ơi, đừng có giỡn nữa. Nha, gồng, gồng, gồng lên giùm tôi đi. Gồng, gồng. Ai qua vậy? Alo, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ai hả? À, chị Hà. À, đứng lại, đứng lại. Trời ơi, làm gì nhào vô xối xả vậy? Ai đây? Chị không nhớ em hả? Không. Em Út Rớt nè. Rớt nào? Trời ơi, hồi đó má em có chữa đó. À. Đi qua nhà chị, đẻ trước cửa nhà chị luôn đó. À cháu của ông Sáu nè, con đúng chị rồi. Ba Lẹ phải không? Đúng rồi. Trời ơi, chị Ba Lẹ là bạn cùng trang lứa với tôi. Hồi đẻ rớt trước cửa nhà chị đấy hả? Dạ, nhờ lúc đó chị thương người, chị đem má em lên bệnh viện. Nhờ đó mà em sống tới giờ luôn á. Ờ, vậy hả? Nguyên cái xóm này ai cũng kêu em bằng Út Rớt hết trơn. Trời ơi, lanh dễ sợ. Tôi có thằng trai này chắc tôi cưng chết luôn á. Ủa mà sao biết chị Hồng về đây mà chạy qua hay vậy? Sao không biết? Ba chị á mấy ngày nay nè đi á khắp xóm quảng cáo là ở nhà có Việt Kiều về. Mà quảng cáo bằng miệng ba chị chịu không nổi, muốn thêm cái loa nữa. Vậy hả? Dạ. Vậy hả? Hay quá ta. Cho nên em mới biết là Việt Kiều về thế nào cũng là chị, cho nên em chạy qua đây xin sô-cô-la của chị đó. Trời ơi, yên tâm chị. Ủa mà sao nhìn cái mặt quen quá vậy ta? Ở trên đĩa hoài mà sao không quen? Ở trên đĩa hoài mà sao không quen? Trời, đừng nói tôi này là bé Châu nha. Châu bò gì ở đây chị? Tên em đẹp gần chết, tên Nguyễn Huy. Châu bò gì ở đây? Ủa, Nguyễn Huy hả? Dạ. Em là Nguyễn Huy. Dạ. Trời ơi, anh thần tượng em lắm luôn á. Trời, anh thích em lắm. Coi này, anh hết cái tóc giống em luôn, y chang luôn nè, thấy không? Hồng, hồng, hồng. Thầy giống Nguyễn Huy không? À, cái tóc giống mà cái mặt khác, cái mặt xấu quá, chịu nổi. Con ta đẹp lắm, nhẹ dễ thương vậy. Nguyễn Huy phải không? Dạ. Thôi đừng thấy người sang bắt hoàng làm họ. Thấy tụi mê cái thằng đó cái nhận phải không? Không, em bé Nguyễn Huy chính gốc 100%. Thôi tôi không tin đâu, tôi coi băng đĩa hoài, tôi không có tin đâu, giờ làm gì cho tôi tin đi. Vậy em sẽ hát cho chị nghe một bài. À. Nhưng chị nhớ cho em hộp sô-cô-la nghe. Trời, hát hay tôi cho 10 hộp luôn chứ đừng nói hộp. Chị hứa đó nha. Hứa mà. Làm gì vậy? Trời ơi, không biết hát có hay không mà sao sắm tuồng dữ dội trời. Trời ơi, người ta hát phải lấy hơi từ từ chứ chị. Ủa vậy hả? Đó. Hát chị nghe coi. Giờ mới hát nè. Rồi. Xúc hết tiếng ơi ta trả đơ đơ. Trời ơi, thấy ổn rồi. Xúc hết tiếng ơi ta trả đơ đơ. Trả hết tiếng tôi còn nữa không thôi. Trời ơi, lắc lả dễ sợ.
mát rồi nằm xải lai vậy? Cái đó là cái xì tai của người ta đó chị. Ủa vậy hả? Chị không biết chú Hoài Linh hả? Sao? Ông hát xong bài đó ông nằm xải lai mà hơi ông dài. Ông hát xong nằm xải lai mà hơi ông dài. Dạ. Mà sao con cũng nằm mà sao hơi ngán ngủ vậy? Tại mệt quá. Vừa hát vừa nhảy, sức nào mà chịu cho nổi. Mà không thấy hộp sô-cô-la đâu hết trơn. Trời ơi, biết gài dễ sợ không? Không phải một hộp đâu nha, hát hay vậy cho nguyên vali luôn. Anh lấy nguyên vali cho em. Thôi, anh để đó đi. Sao? Bây giờ em phải giúp chị một việc. Giúp gì nữa? Tại hồi đó chị giúp má em, bây giờ em giúp lại chị. Trời ơi, có duyên không? Sao? Là kêu ba chị về cho chị. Biết ba tôi ở đâu mà kêu? Sao không biết? Ba chị á trèo xuồng lên sống trên quảng cáo chị về á. À, vậy hả? Rồi giờ đi qua bển bằng cách nào? Trèo xuồng. Trèo xuồng được không? Hên xui. Trời đất ơi, ở trèo xuồng mà la hên xui. Thôi, giờ tôi tính vậy nè. Anh đứng ở bên đây bờ rồi kêu chú Tư về được rồi. Đừng có trèo qua bển nguy hiểm nghe. Chị đừng lo, hơi em mạnh. Rồi, kêu giùm hen. Tôi nghi mà lắm nha bà. Thằng quỷ. Trời ơi, rồng lên à. Múa hoài ra con nít nó còn biết nó rồng lên cứng cáp lên. Đang rồng nè. Rồng lên tôi cái. Ê, ba tôi về. Ừ, ba về. Rồng rồng lên. Ơi. Ba. Ba. Trời ơi, cha già dấu yêu. Con thương ba quá trời luôn á. Trời ơi, cái mặt này mà hôn đến ngày mai mới hết nè. Đấy bạn, ông làm lố, anh có ngộ quá. Cái này ba em chứ bộ anh để em mừng chút xíu thôi, làm gì cũng lố hơn em hết trơn à. Ba. Bà lố hơn tôi nữa đó. Lố mà. Trời ơi, ba ơi, vợ chồng con mừng quá, gặp ba về mừng quá. Ngồi ba. Ừ. Ngồi, ba đi đâu sớm mới giờ vậy? Trời đất ơi, tưởng tụi con chiều mới về. Vậy nên hả, ba lật đật thông báo cho lối xóm biết. Vậy hả ba? Trời. Nhưng mà ba sợ không kịp. Ba mới ghé lên phường. Dạ sao ba? Mượn cái loa. Chi vậy? Để phóng thanh cho nó lẹ. Trời đất ơi. Rồi ba phóng nổi chưa? Không ấy ba đưa cái loa đây con ra con phóng thanh giùm ba. Chi vậy? Nói việc kiều về cho ba vui. Ba. Trời mới sáng sớm mà ba đi đâu có trèo noi lội suối chi cho mồ hôi một kia nó chạy nhiễu nhão và thấy thương hết sức luôn vậy. Trời ơi. Chồng con á, ổng lố lắm bà ơi. Miếng củ hay ớn không? Ổng lấy khăn ổng nhúng nước rồi ổng dắt vậy đó. Thương ba quá, vợ chồng dạ. Con thương ba. Rồi cái chồng con lâu lâu về, ổng làm cho ba vui vậy mà. Dạ, vậy dạ, hả? Dạ, ba khỏe ha ba ha. Ừ, nè. Dạ. Thằng rể ba đó, tên gì ba quên rồi ta? Dạ, Trần Mạnh Hùng. Tên cứng cáp hả ba? Ừ. Trần Mạnh Hùng. Nghe cái tên nó oai sao đâu á. Bác khỏe không bác? Con sao vậy? Dạ con á. Con đi xa về thay đổi thời tiết nó ho ba. À, em nè. Em mới ho. Nè. Dạ. Mày là rể tao sao mày kêu tao bằng bác? Ba thông cảm. Lâu quá mới gặp ba lần. Con chưa quen miệng. Gặp một lần cái gì? Dạ. Hai đứa bay lấy nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ mới sáng nay nè. Cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy con? Nó chuyển qua ho gà, sao ba nó ho quá, em ho hoài đó mình. Dạ, tại chồng con bay trên máy bay á ba, rồi nhiều khi cái không khí làm cho ổ tai nó ù. Ừ. Dạ, thật ra là vợ chồng con cưới nhau được 2 năm. Vậy là mấy năm? Dạ, 2 năm quen, 3 năm cưới. Dạ. Sao tôi nhìn cái mặt nó thấy khác, không giống. Dạ, giống chứ ba, sao ba nói sao chứ giống chứ. Ba, chắc tại lúc trước con chưa niềng răng đó ba. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi ba. Dạ. Dạ, đúng rồi. Dạ. Niềng răng có phải là làm cho răng dài ra không con? Dạ, không có. Chứ dạ, sao? Niềng răng là làm cho răng nó ngắn lại với là cái hàm nó thun vô. Thằng này răng chưa niềng chắc giống cái máy hiên che mưa nè. Dạ, chồng con không đẹp nhưng mà được cái lạ ba, hàng lạ. Hả? Dạ. Lâu ngày quá ba quên không biết thằng rể của ba nó làm nghề gì con ha. Dạ. Dạ luật sư. Trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ta nói đi về thời tiết có thay đổi con giật mẹ. Dạ. Nè con. Dạ. Luật sư á bên Mỹ kiếm nhiều tiền mà bên này chưa có thịnh hành lắm. Ơi bà lo gì? Ở bên bển con cãi không được mà về đây cãi không được, con chửi không được, nắm đầu quýnh tơi tả. Cái gì ghê vậy con? Dạ đúng rồi ba, chồng con luật sư giỏi mà. Ừ, ổng hay lắm,
người ta ra tòa người ta kiện nhau, nhiều khi hai bên người ta kiện qua kiện lại cái người ta nóng, người ta nắm đầu người ta quánh. Ý à? Mà chồng con giỏi lắm, chồng con vừa mới xuất hiện một cái nó ngưng quánh, nó coi chồng con đi cấp cứu sao. Sao vậy? Dạ không, chồng con cãi mà nó ngưng luôn đó, rồi ảnh mệt ảnh về đi cấp cứu vô nước biển. Dạ, dạ giỏi lắm ba, luật sư giỏi. Nè con. Dạ. Con làm luật sư chuyên môn về luật gì? Dạ luật giang hồ. Cái gì vậy? Dạ không có, ở ngoài giang hồ hỏi có chuyện gì cái mời ba, mời chồng con đó ba. Dạ mời chồng con tới cho nên riết cái người ta quen miệng. Dạ. Hay gặp cái người ta kêu bằng cái thân tình vậy đó, kêu luật sư giang hồ, luật. Dạ. Giang hồ. Dạ, dạ vậy đó ba, vậy đó ba. Nói chuyện rễ này nhức đầu quá. Dạ luật sư đó ba. Dạ dạ sư ha. Dạ ba làm gì vậy? Ừ anh khoe. Trời đất ơi. Alo anh Sáu hả? À, ừ con gái Việt Kiều tôi về rồi, có thằng chồng đi theo nữa. Trời ơi, rể tôi là luật sư nha, tầm cỡ chứ không phải tầm thường nha. À, nó kể tầm bậy không à? Không có, con gái tôi nói chuyện tầm phào mà. Dạ dạ. Tầm khoảng mấy giờ anh qua đó tôi chờ, không thôi anh nói tôi tầm xàm. À vậy thôi nha. Chú Sáu. Dạ. Đồ qua thăm nhưng mà ba nói là để chừng nào con xây xong nhà mới rồi ăn tân gia luôn. Ôi ba, chuyến này Hồng về đó, Hồng cất cái nhà lầu 40 tầng cho ba ở á. Dạ không có, dạ không có, dạ có 4 tầng à. 40 tầng là chồng con mơ ước. Dạ, anh mơ ước anh xây 40 tầng, anh leo trên anh nhảy xuống cho nó khỏe. Thằng này lính nhảy dù hả? Dạ đâu có, nhảy dây. Ê, không có, nhảy dây cho nó thể thao, buổi sáng mình chơi nhảy dây cho thể thao. Thể thao, thể thao ba, thể thao. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Gì nữa vậy ba? Khoe nữa. Trời đất ơi, khoe gì nữa. Sao ơi? Ừ. À thôi khỏi qua. Để chừng nào mà con gái tôi đã xây xong nhà mới rồi qua tân gia luôn. Ừ, chừng nào qua tôi dẫn anh lên phòng tôi nghe không? Bên anh có cái LCD 549 inch gì? Con gái tôi mua 50 inch luôn. Ừ. Hơn anh inch chứ mấy. Bên anh cái PlayStation số mấy? Number 1 hả? Con gái tôi mua number 10 luôn. Trời ơi. À, bên anh có con chó bẹt dê xà mau phải không? Con gái tôi mua con Chihuahua. Ừ, để chiều ăn cơm xong rồi bọng chó là đường cho ta thấy mình sành điệu. Ừ, vậy thôi nha. Ba ơi, ba bộ tự nhiên ba thích nuôi chó hả ba? Trời có con tưởng tượng đi, chiều ăn cơm xong ba bồng con chó ra đường. Thôi bỏ đi. Ủa sao ba không thích nữa hả ba? Thôi. Sao vậy? Bồng chó ra đường rồi ta nhìn ta không biết con nào Chihuahua, con nào lặn chó mặt sệ. Ồ, sệ thiệt ba. Mày đảnh quá. Nè. Dạ. Nhớ cái thằng Quân con chú Sáu không? Quân nào? Thằng hồi nhỏ 3 tuổi mà ở trường 80 với con đó. Thằng à, con nhớ rồi, Quân con chú Sáu, Quân đầu ghẻ phải không? Ừ, à, con nhớ rồi. Đó đó. Trời đất ơi, con biết không? Nè. Dạ. Nó qua Mỹ, nó cũng ở Cali chỗ con đó. Vậy hả ba? Mà nó qua 10 năm rồi. Mà ông Sáu cứ giấu hoài. Dạ. Tại vì ông sợ á là con ổng lương một tháng có chưa tới 1,000 nữa. Trời đất ơi. Trời ơi, bên Mỹ mà lương cách một tháng chưa tới 1,000 sao sống ba? Dạ, nhưng mà ảnh làm nghề gì ba? Cắt cỏ. Cái gì vậy? Dạ. Dọt mẹ ba. Dạ. Hai bị hai bay bệnh giống nhau á. Dạ, hai chồng con bị dị ứng cái từ đó hay sao ba? Dạ. Dạ. Ba. Ba biết sao không ba? Bên Mỹ đó nha ba, tôi nói nghề cắt cỏ đó nha là phải đòi hỏi bàn tay nghệ thuật. Tôi nói phải có một cái bàn tay khéo léo. Mình làm landscaping mà ba, mình làm đẹp cho thành phố. Đó, đúng rồi ba. Vậy mà ông Sáu mắc cỡ. Đi đâu người ta hỏi ông cũng giấu là con ông cắt cỏ hết trơn á. Ủa sao vậy ba? Ông sợ nói ra rồi người ta xỉ nhục hả? Ông sợ nói ra người ta khinh dễ ông. Trời đất. Quê. Cắt cỏ là nghề làm đẹp cho mọi người mà tại sao là ai mà khinh rẻ người cắt cỏ vậy ba? Ba nói đi, ai khi dễ người cắt cỏ nói con đập vô mặt nó liền á. Đập vô mặt ai vậy con? Dạ không có, tại tánh anh nóng anh hay ra tòa anh cãi á ba. Dạ chứ không có gì đâu ba. Chồng con vậy mà dạ. Ra tòa cãi lộn với tòa vậy đó, rồi quen cái tánh rồi. Dạ anh hay binh người nghèo lắm. Ở nhà con cũng vậy à, nhiều khi tối đang ngủ vậy cái bực mình lên đang ngồi dậy tự cãi xong nhoi xuống giường, xong từ dưới giường phóng lên, từ trên giường phóng xuống vậy, làm suốt đêm không ai ngủ được gì trơn ba. À, dạ vậy đó ba. Về phóng lên phóng xuống mỗi đêm vậy mà giờ này tao chưa có cháu ngoại bọc. Thôi. Dạ. Là nhắc cái vụ ngủ tao mới nhớ. Dạ. Tối nay hai đứa chịu khó ngủ cái phòng của Hồng cũ nghe không? Dạ. Phòng cái giường nó hơi nhỏ một chút nhưng mà ráng gối ghém ngủ cho gọn gàng. Dạ không sao đâu ba. Ừ. Trời phòng của con mà nếu ngủ không vừa á con kêu anh xuống đất anh nằm.
Cái gì? À, ba, ông ấy tới rồi con xuống ngủ với ba nha. Được, khỏi tâm sự nha. Ê ba, vậy thôi khỏi. Sao vậy? Dạ thôi khỏi. Ê, lâu ngày gặp để tâm sự. Dạ thôi, để anh ngủ với con chứ ngủ với ba ngày mai con dám nhìn mặt bà. Nó nói lắm. Mà sao? Thôi nói tới đây được rồi, vậy là hiểu rồi, anh tới ngủ với em nha. Dạ, vợ chồng con giỡn chơi vậy mà, ha ba ha. Thôi, tụi bay hẹn chồng tôi muốn ngủ thôi sao ngủ? Dạ. Tại tụi bay. Dạ. Giờ tới phiên tao à. Ba gì nữa ba? Bữa nay ngày vui, phải đi ăn. Dạ. Phải ăn nhà hàng năm sao? Ê, ở nhà đi con xào nấm cho ba ăn được rồi. Trời ơi, Việt Kiều phải ăn nhà hàng năm sao? Dạ dạ. Nấm cái gì? Alo. Nhà hàng năm sao hả? Ừ, cho tôi hỏi thăm chút coi. Biết nhà hàng nào 6 7 sao không? Trời ơi. Trời ơi, trời. Ừ, chi hả? Ờ, để tôi biết, tôi tới tôi ăn. Trời ơi, trời bay ba. À, vậy vậy thôi nha. Ê, trời nó chửi quá mày. Chửi chứ còn gì nữa, trời ơi, ba điện nhà hàng ta mà ba. Mà hỏi nhà hàng khác sao không chửi. À, tôi đặt 25 bàn nha. Cười. Ừ, xạo quá, mới chửi xong cười. Dạ. Thôi nha. Bye ba, 25 bàn sau gia đình mình ăn hết ba. À, đúng rồi ba. Chết ta lộn. Dạ. Đặt một bàn mà 25 chỗ. 25 chỗ nhà đình cũng có 3 người sao ngồi. Vừa ăn vừa lăn vừa nằm. Trời. Vậy mới là Nhật Kiều chứ. Dạ. Phải không? Dạ. Ừ. Đặt tao như nhớ thôi mời ông Sáu đi. Trời ơi mời thì ba mời gì? Chú Sáu đâu có đi được đâu mà ba mời. À tao quên. Ông bị ngồi xe lăn mà. Trời. Tao quên. Vậy ba ơi, giờ vậy ha. À, thôi giờ ba muốn đi ăn nhà hàng thì ừ. Mình đi ăn nhà hàng ha anh ha. Thì đi ăn nhà hàng, chờ tao chút xíu nha. Dạ. Bây giờ tụi bay bận đồ hồng phải không? Dạ. Tao vô tao quất bộ vest màu đỏ màu tím. Dạ. Nghe không? Chờ chút nghe không? Dạ dạ. Hồng ơi, Hồng ơi, không được rồi. Nói nghe nè Hồng ơi, bây giờ nghe lời tôi đi. Du cứ nói thiệt với ông già đi. Trời ơi, thấy ba thương Hồng quá mà. Mình nói thiệt đi. Không được đâu nha. Điều quan trọng là nãy giờ mình diễn vậy nè. Ba cũng tin rồi. Tin cái gì? Ông tin rồi. Mà tôi nói nghe nha. Ba tôi á, ông bị tim mà còn bị máu cao nữa. Nhưng mà bây giờ tin tôi với ông là vợ chồng là vui rồi. Ông cứ tiếp tục vậy cho tôi đi. Rồi về Mỹ tôi cho ông thêm tiền tê. Honesty is the best policy. Là cái gì? Không có cái gì bằng sự thật hết. Nghe lời tôi ha. Nói cho ông già biết đi. Thà rằng Du nói một câu không còn như lúc ban đầu, rồi Du cứ bước cùng ai. Chuyện tình của Du nay chìm trong xót xa. Còn ba bà đó, thà đau đau một lần rồi thôi, còn hơn ổng đau. Dạ dạ. Ở người ổng. Trời ơi, hát hay quá, nhưng mà tôi cứ nói ông rồi, ông cứ giúp tôi đi. Cứ đóng y như vậy là được rồi, đừng có cãi tôi. Trời ơi, cứ nói thiệt trong già đi rồi ổng tha thứ cho, có cái gì đâu mà. Ôi, không có được đâu, ba tôi đặt hết niềm tin vô tôi rồi, ông cứ y chí y vậy đi. Ba ra kìa. Ba chưa thay đồ hả? Khỏi ho, mày ho giả hồi học máu bây giờ. Cậu á, cậu cứ tôi bằng bác đi. Dạ. Sao vậy ba? Ba ơi, ba buồn gì tụi con hả ba? Dạ. Anh là rể phải để cho anh kêu bằng ba chứ ba. Dạ đúng rồi. Thằng này ba rể cái gì? Nó là chị em chứ mày thì có. Bác, kỳ quá bác. Nhìn là biết rồi. Tụi bay tưởng tao ba đuôi hả? Tao giả bộ coi tụi bay đóng kịch tao thế nào. Ai về tụi bay đóng kịch quá dở. Tại sao vậy không? Tại sao con gạt ba? Con đừng quên hồi đám cưới đó, con có gửi hình về cho ba mà. Cái hình có bao nhiêu đây thôi. Mà tại vì ba thương con, ba phóng lớn lên như vậy nè, để ngày nào ba cũng nhìn. Ba già chứ ba đâu có lẫn con. Con còn nói với ba là chồng con là nhà văn mà. Bà đại biểu. Dạ. Nè, đây mới là chồng con nè. Thấy không? Giống cái gì? Dạ. Lối sớm còn nói là để con già ngang bằng ba mà. Tại sao lúc vợ chồng con đi vậy? Có một người bạn luật sư giỏi như vậy hả? Mà sao không nhờ người ta giúp? Dạ con không phải luật sư. Chứ mẹ làm cái gì? Cắt cỏ. Tao dòm cái bàn não mày là giống như cái bàn cào tao nghi rồi. Sao vậy Hồng? Nói cho ba nghe, bên Mỹ cũng có hai căn nhà,
một tiệm nail, Mercedes đời mới, mấy thứ đó đâu hết rồi? Đâu hết rồi? Mất hết rồi ba. Ba ơi, con xin lỗi ba. Con nào dám gạt ba đâu ba. Con biết là ba chỉ có một mình con. Ba đặt hết niềm tin vô con. Con không có má. Ba thương con. Ba thương con bằng tình thương của một người mẹ lẫn một người cha. Ba ơi, con biết ba đặt niềm tin vô con, cho nên con sợ con không dám nói gì với ba hết trơn á. Con ra được một thân con một mình, con cố gắng, con bươn chải, con làm đủ thứ mọi chuyện hết để làm sao thành công cho nở mày nở mặt ba. Mỗi lần con gọi điện về, ba vui, ba cười, con mừng dữ lắm. Mỗi lần con gọi điện về cho ba, con thấy ba chạy khắp xóm, ba quê với hàng xóm, ba hãnh diện vì đứa con gái của ba. Cho nên khi con thất bại, con không có dám gọi cho ba. Con sợ ba buồn. Con sợ ba mất mặt với lối xưa. Con sợ ba bị bệnh tim. Con sợ ba bị máu cao. Con muốn mỗi lần con gọi về cho ba, ba vẫn cười trong điện thoại với con. Con muốn mỗi lần con gọi cho ba, ba vẫn chạy đi, ba khoe khắp mọi người, ba hãnh diện về con. Ba đã động lực cho con tiếp tục. Nhưng con có một thân mình à, ở nơi xứ lạ quê người. Ba ơi, con cần lắm một tình cảm của người thân. Con xin lỗi ba. Con không có nỡ gạt ba đâu ba. Không có. Con là con của ba mà. Từ lúc mẹ con mất, ba chỉ có mình con thôi. Con có bao nhiêu tuổi, con cũng là con của ba. Con có như thế nào, ba vẫn lo cho con. Con đừng quên, đây là cái gốc. Những lúc con thành đạt hay là vấp ngã, ba luôn luôn bên cạnh con. Hồi lúc con thành đạt á, con có gửi cho ba một số tiền. Ba đã dành, ba mua căn nhà quận nhất nè. Bây giờ ba nghĩ ba bán nó đi, rồi ba lấy hết tiền mới đưa cho con để con trả nợ. Còn một số ít nữa con có thể làm vốn làm lại từ đầu nha. Ông ba ơi, con là con của ba, con không lo cho ba. Sao con nợ con lấy đi hả ba? Con, ba đã dành cho ai? Cho con đó. Ba không cần gì hết đâu nha. Nghe lời ba đi. Bây giờ nè. Dạ. Đừng có khóc nữa. Nói cho ba nghe, ba biết con là đứa con gái giỏi, tính tình cũng cứng rắn lắm. Tại sao ra nông nổi vậy con? Ơi, kinh tế Mỹ lúc lên lúc xuống. Con cũng giỏi lắm, con cố gắng lắm rồi. Lúc giá địa ốc nó lên á, cái con cầm nhà con lấy tiền đi đầu tư. Đầu tư. Nên khi nó xuống, mình đâu có giống như mình, tất cả giống như bị rớt vô một cái bẫy gì đâu ba. Trả nợ ngân hàng đâu có nổi đâu.
cho nên nó kéo nhà con đi rồi. Sau đó rồi con cũng sang rẻ cái tiệm nail luôn. Xe con cũng bán, rồi tình cảm con cũng đổ vỡ nữa ba, săn lên nữa ba. Săn lên mắc mới gì tới mày? Ủa mày bán săn lậu hả? Cô ý con nói là săn lên nè, rồi đồ ăn gì cũng lên, mọi thứ đều lên á. Mà kinh tế xuống cho nên mọi người á mới thất bại dữ vậy. Mà trong số đó có con, bà con cố gắng lắm rồi, nhưng mà con mất hết rồi bà. Mà biết không, lúc mà bà kêu con về á, con sợ bà mất mặt cái lối sớm á, mà biết không? Sao? Cái con làm dữ dội lắm. Để con về đây cái bà mà khoe với hàng xóm là con vẫn thành đạt như xưa. Con mướn ảnh nữa chứ 500 á bà. Con không lấy tiền đâu, con đổi ý rồi. Bà ơi, con sợ bà mất mặt, con làm đủ thứ đó. Áo đầm này con may á. À, tại vì con mới biết may à, cho nên con cầm cái kéo con phập 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 nó lên tới đây à. Mai là con nghỉ kịp tại con phập mồi chắc lòi rúng luôn á. Ba. Trời ơi, còn bộ vest của nó làm sao vậy? Dạ, con cắt khúc này dư con mai dành cái vest luôn. Xung quanh nút không con ngồi con kết nguyên đêm á ba. Còn ba cái túi LV đó, Martin China không à. Ba ơi, ba đừng buồn con nha ba. Thôi ba không buồn con đâu. Bây giờ ba nói cho con nghe. Dạ. Cái căn nhà này á, khỏi phải xây. Đây là căn nhà tổ tiên mình để lại mà, cứ để vậy ha. À, cùng lắm á, là bà khóa cửa đi qua Mỹ ở với con, cho con có cái chỗ dựa tinh thần ha. À, qua bển á thì có rau ăn rau, có mắm ăn mắm. À, bác ở bên đó không có mắm nào ăn nha bác. Nhiều chuyện nha. Tao chưa tính tội mày đó. Tội gì? Tao nghĩ mày cũng là tốt, giúp con Hồng. Dạ. Được, tao bỏ qua đó. Nè. Dạ. Đi qua bển á rồi bác đưa theo phụ làm với con nha. Bác phụ con làm gì? Chỉ cỏ cho mày cắt. Úi trời, bác hạnh quá hả? Con nữa. Dạ. Lo lấy chồng đi nghe chưa? Trời ơi, Mỹ bạn con vậy không sao lấy ba. Con chỉ giỡn hoặc kiếm người khác. Dạ. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành già nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ rồi. Hay à, chịu cái câu chót đó. Dạ. Cái câu mà không bao giờ mà dối gian á, cái điều này là ba muốn dạy cho các con đó. Dạ. Thấy không? Dạ. Làm người á là phải trung thực. Hả? Đúng không? Tự nhiên trung thực vậy ba? Trung thực. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Vậy cả nhà mình vui ba ha. Vui chưa? Vậy coi còn nhiêu tiền con dẫn cả nhà đi ăn hủ tiếu ha. Rồi. Yeah.